Chương 47, huyền cơ trong vạt, cô ấy cũng đến đây sao, nhìn từ xa, Diệp Thành thầm nhủ, tim hắn đập thình thịch, lòng hắn chợt nhói đau. Gặp người trong lòng ở đây khiến hắn không khỏi có cảm giác như cách xa vời vợi. Đối với cơ tuyết băng, hắn không còn yêu, cũng sẽ không hận, nỗi đau trong lòng cũng chỉ nhói lên chút rồi thôi. Diệp Thành rút ra mặt nạ quỷ, che đi khuôn mặt của mình. Cơ tuyết băng cứ thế theo dòng người đi tới cô ta không đi một mình mà còn đi cùng một thanh niên tuấn tú khí chất ngời ngời văn hoa nho nhã diệp thành biết người này đây chính là hoa vân đệ tử chân truyền hàng đầu của chính dương tông cơ sư muội tới kia xem đi hoa vân khe xoay quạt xếp nở nụ cười tươi như gió xuân khiến người ta nhẹ lòng cơ tuyết băng mặt vẫn thản nhiên nhưng không hề từ chối cô và diệp thành đi ngang qua nhau người trong lòng thủ nào nay lại trùng phùng nhưng lại như người vô hình lướt qua diệp thành chậm rãi bước đi không hề quay đầu không biết từ bao giờ hùng nhị mới tìm được hắn ngươi đeo mặt nạ làm gì hùng nhị nhìn diệp thành với ánh mắt khó hiểu hại ông đây tìm mãi không thấy đâu ta vừa mua đấy đẹp không diệp thành gỡ mặt nạ xuống đốt tiền hùng nhị mắng một câu đi thôi ta đã tìm được nơi tốt để ở rồi nghỉ ngơi chút đã cả hai người một trước một sau đi vào nơi rất sâu của chợ đen phía trước là một hàng toàn lầu cát là nơi nghỉ ngơi của những người tới phiên chợ đi vào một căn phòng hùng nhị tự nhốt mình trong phòng trong bộ đang chuyên tâm nghiên cứu tráng dương mật tịch đừng có đọc đến chết đấy diệp thành mắng chữ một câu rồi quay người đi về phòng mình khóa cửa phòng lại hắn lại lấy ra cái vạt nhỏ kia cái vạt này trông giống như bị chôn vùi dưới đất lâu lắm rồi các hoa văn trên đó còn mang theo khí cổ xưa không biết bên trong huyền diệu thế nào nói rồi Diệp Thành lấy bình hồ lô tử kim và mở nắp bình ra. Vù! Đột nhiên bình hồ lô rung lắc, sau đó một vòng xoáy nhỏ xuất hiện, cái vạt kia lập tức bị bình hồ lô kia hút vào trong. Vù! Vù! Sau khi nuốt trọn cái vạt nhỏ, bình hồ lô không ngừng rung lên, cứ thế lắc lư rất mạnh. thấy vậy, hai mắt Diệp Thành sáng hẳn lên, đến bình hồ lô cũng phản ứng dữ dội thế này, vậy thì Huyền Cơ bên trong cái vạt này nhất định bất phàm rốt cục là huyền cơ gì? Diệp Thành nắm tay, hắn không thể kiềm chế nổi nữa, rồi cứ thế nhìn vào trong bình hồ lô. Bên trong bình hồ lô mênh mang. Toàn là linh dịch khiến người ta mát lòng mát dạ, còn cái vạt nhỏ kia lại lơ lửng bên trên linh dịch, không có ánh sáng hiện lên, cứ thế tĩnh lặng lơ lửng như vậy. Diệp Thành khẽ cao mày, tiếp tục chờ đợi. Mãi tới một canh giờ sau, bình hồ lô mới rung lên và đẩy cái vạt kia ra ngoài chỉ là Diệp Thành không nhận ra rằng giây phút cái vạc bị đẩy ra, có một dòng máu tươi chảy ra khỏi vạc, dung hòa vào với linh dịch bên trong bình hồ lô. Vậy, vậy là xong sao? Không đạt được huyền cơ, Diệp Thành ngỡ ngàng nhìn bình hồ lô còn bình hồ lô lúc này lại đang hút lấy linh khí của đất trời. Diệp Thành phất tay thu lại bình hồ lô, sau đó nhặt cái vạc nhỏ lên khỏi mặt đất. Cái vạc vẫn giống như bộ dạng ban đầu, không có gì thay đổi. Ta không tin, Diệp Thành thầm mắng chửi hắn lập tức triệu gọi chân hỏa bao quanh cái vạt. Một canh giờ sau, Diệp Thành thu lại chân hỏa, ngồi vịt xuống đất thở hỗn hển. Còn cái vạt kia vẫn như ban đầu, dù bị Diệp Thành dùng chân hỏa đốt một canh giờ nhưng vẫn không hề chảy. Ngươi làm bằng gì mà lại có thể không bị chân hỏa thiêu chảy? Diệp Thành cầm cái vạt trong tay mà tặc lưỡi. Đến cả chân hỏa cũng không thể khiến nó tan chảy, hắn thật sự đã mất hứng rồi. Diệp Thành lại cầm bình hồ lô tử kim, sau đó nuốt vài hơi linh dịch linh dịch chảy vào cơ thể như dòng nước mát lành có điều điều khiến diệp thành ngỡ ngàng đó là linh dịch lần này hắn nuốt vào lại không giống như trước đây còn có gì không giống thì hắn lại không tả được sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này nhỉ diệp thành phất vạt áo cảm giác cơ thể hơi nóng chẳng mấy chốc máu tươi trong cơ thể hắn chảy nhanh hơn thậm chí còn sụp sôi khiến hắn thấy như có ngọn lửa đang thiêu trong người mình diệp thành liếm liếm cái miệng không trang hắn lại cầm bình hồ lô lên rồi lại ngẩng đầu trút linh dịch vào miệng. Ngay sau đó, cảm giác như thiêu như đốt kia càng mãnh liệt hơn. Hắn xoay đầu vì cảm thấy có phần chém choáng, cảm giác khát khô cổ họng lại ập đến, linh dịch bên trong bình hồ lô tử kim được hắn uống lấy uống để, nhưng càng uống lại càng khát. Không biết từ khi nào, linh dịch bên trong bình hồ lô đã bị hắn uống mất hơn một nửa. Sao thế nhỉ? Diệp thành mơ màng, đến nhìn mọi vật cũng trở nên mơ hồ vì uống quá nhiều linh dịch khiến tu vi của hắn tiến giới tới tầng ngưng khí thứ sáu mà hắn cũng không nhận ra. Hắn ôm đầu, cứ thế lão đảo, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Không biết từ bao giờ hắn ngã vật ra đất, chìm vào cơn mê. Trong căn phòng yên tĩnh, không biết mất bao lâu hắn mời hồi phục lại nguyên trạng. Một đêm yên ắng, chớp mắt đã tới sáng. Chương 48, khí thế sụp sôi, đợi tới khi hai người xuống lầu mới nhận ra trên đường toàn người là người, tất cả đều tới trung tâm của chợ đen. Nơi này rộng lớn thật đấy, Diệp Thành nói rồi lấy chiếc mặt nạ đeo vào. Đây chính là dị dung hoàng và biến thanh hoàng. Ăn lấy một viên, Hùng Nhị lấy ra hai viên đưa cho Diệp Thành, có thể thay đổi khuôn mặt và giọng nói cơ à. Diệp Thành vốn định lấy nhưng nghĩ tới vừa rồi Hùng Nhị lấy hai thứ này từ trong túi ra nên lại ho hắn, ngươi cứ giữ lấy mà dùng, ta đeo mặt nạ là được rồi. Nói rồi, hắn lấy mặt nạ ra và đeo lên không cần hả. Hùng nhị vô tư không hề để ý tới ánh mắt chê bôi của Diệp Thành, cứ thế nuốt lấy nuốt để biến thanh hoàng và dị dung hoàng. Túi đựng đồ của ngươi sao lại bỏ trong túi quần vậy? An toàn. Trung tâm của chợ đen có một tòa lầu cát cao sừng sững, đại khí bao quanh. Lầu cát này có tên tàng long cát, chính là nơi diễn ra bán đấu giá. Lúc này, người từ trên trời hạ xuống, tứ phương tụ hội, người nào người nấy đều không hề đơn giản, hành sự thận trọng không lâu sau trước cửa tàng long cát đã là cả biển người sao còn chưa mở cửa có một vài người đợi đến mức sốt ruột chưa tới giờ vội cái gì không biết lần này thiên huyền môn có gì hay ho đấu giá chủ trì của thiên huyền môn quả nhiên bất phàm trong đám người diệp thành thầm nhũ không lâu sau đó cánh cửa của tàng long cát từ từ mở ra cánh cửa vừa mở ra đã có lão già mặc đồ đen cầm cây thanh long trượng sải bước ra người này là ai Người này mà ngươi cũng không biết sao. Đó chính là Hắc Sơn Lão Nhân, bá đạo một phương. Là ta có mắt như mù rồi. Phía sau Hắc Sơn Lão Nhân là một lão già khác đi vào, à tiếp theo đó là dòng người tranh nhau vào trong. Đi thôi, đi thôi, Hùng Nhị cũng chen vào đám người, cơ thể béo tròn của hắn suýt nữa thì ép người ta thành bánh. Đợi tới khi thưa người Diệp Thành mới sải bước vào trong. Vừa vào tới nơi, Diệp Thành phát hiện ra một thế giới mới bên trong tàn long cát bên trong đại điện được điêu khắc đủ thứ ngọc, thần hóa xoay vần, đến cả linh thảo linh hoa trang sức cũng bất phàm. Đúng là giàu có, dịp thành suýt xoa. Người đi vào rất nhanh đã tìm được vị trí, những tu sĩ lần đầu tiên đến xem đấu giá không khỏi trầm trồ, còn những tu sĩ đã từng tới đây thì vẻ mặt thản nhiên hơn nhiều. Đúng chỗ này rồi, Hùng Nhị kéo Diệp thành tới trước một bàn ngọc thạch, hắn chẳng thể hiện khách khí gì, cứ thế cầm linh quả trên bàn nhét vào miệng, vừa nhét vừa không quên ôm lấy vài quả vào ngực ôi chao tên nhóc nhà ngươi để ý chút đi diệp thành mắng nhiếc ngươi đeo mặt nạ không thể ăn ta ăn thay ngươi ta bóp chết ngươi không biết từ khi nào ở cái bàn bên cạnh bọn họ có thêm một lão già ung dung ngồi vào nếu nhìn kỹ thì đây chẳng phải là lão già mặc đồ tím ở trong khu rừng hoang kia sao diệp thành nghiêng đầu nhìn lão ta và không khỏi giật mình mặc dù tu vi bị áp chế nhưng lão già mặc đồ tím vẫn cho hắn cảm giác áp lực như có ngọn núi đè xuống Diệp Thành thu lại ánh mắt, lão già mặc đồ tím hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Thành nhưng trong mắt lão lại có ánh nhìn dị thường. Nghe vậy, Diệp Thành và Hùng Nhị liền đưa mắt qua nhìn, một người trung tuổi cầm kiếm đi vào cửa chính, thân hình vững như núi, khi di chuyển như long hành hổ bộ, vi phong lẫm liệt. Người này là người của hàng nhạc Tông sao? Sao chưa từng gặp nhỉ? Diệp Thành thắc mắc nhìn Hùng Nhị, ngươi gặp bao giờ chưa? Chương 49, đấu giá, thù này ác phải báo, Diệp Thành nắm chặt tay đợi tới khi người của ba tông môn lên trên lầu 2 thì cánh cửa lại có ba người đi vào, một lão già đầu bạc, một người trung tuổi mặc đồ tím và một thanh niên mặc đồ trắng. Thấy vậy, Diệp Thành nheo mắt, ba người này chẳng phải hôm đó truy sát sở linh trong khu rừng rậm đó sao? Diệp Thành không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Người của thị huyết điện, nhiều người có mặt ở đây ngỡ ngàng. Trong ba tông của đại sở thì thị huyết điện hùng bá bắt sở, khiến các tông còn lại không dám đụng vào lần này náo nhiệt đấy muốn có bảo bối e rằng không hề đơn giản bên dưới một lão già đi vào người ở đây gọi lão ta là dương các lão quy định ở đây mọi người có lẽ đều biết cả rồi ta không nói thêm nữa dương các lão nói dứt khoát buổi đấu giá bắt đầu sau đó liền có người lấy một thanh linh kiếm đi lên thanh linh kiếm này có ánh sáng tím bao quanh chốc chốc còn phát ra âm thanh là một thanh sát kiếm khủng khiếp tử dương kiếm giá thấp nhất là 50.000 linh thạch, người nào ra giá cao thì có được nó, Dương các Lão điềm tĩnh nói. Ta ra 51.000, rất nhanh, bên dưới liền có người dơ bản lên nói. 53. 60.000. Chỉ mới đó mà giá trị của thanh kiếm đã được đẩy lên cao, và cái giá đó còn không ngừng được hết cao hơn nữa. Buổi bán đấu giá hết sức sôi nổi. Đắt quá, Diệp Thành đứng ở góc không khỏi tặc lưỡi, mới món bảo bối đầu tiên đã có giá thế này rồi, bảo hắn sao có thể đem chỗ linh thạch ít ỏi của mình ra mà đọ được chứ. Ngươi chưa từng nghe tới khởi đầu tốt đẹp sao? Hùng nhị nói, món đồ đầu tiên chính là món đồ tạo không khí, sau đó sẽ càng rẻ hơn. 80.000 linh thạch. 85.000. 90.000. Bên dưới vẫn sôi nổi như vậy, vì có được tử dương kiếm mà người nào người nấy điên cùng hết giá, hét đến đỏ mặt tí tai. 100.000, đúng lúc này, một giọng nói từ lầu hai vọng xuống, người ra giá chính là Ngô Trường Thanh của chính Dương Tông. Lần này những người bên dưới không dám ho he thêm. Nếu không ai trả hơn thì thanh tử dương kiếm này thuộc về chính Dương Tông, trên cao đài, dương các lão đảo mắt một lượt, thấy không ai trả giá thì vung tay thu thanh kiếm về. Sau đó bên dưới có người lên trên cao đài, trong tay còn cầm một cái lư đồng, bên trên lư đồng khắc đầy phù văn, còn có ánh sáng bao quanh. Mặc dù nó chỉ to bằng bàn tay nhưng lại mang theo luồng khí dồi dào. Chí dương đồng lưu giá khởi điểm 30.000, bắt đầu trả giá. Chẳng mấy chốc, bên dưới đã có người trả giá, vả lại còn thêm 10.000 linh thạch. 50.000 70.000 Ta ra 90.000 Từng tiếng hét giá vang lên, bọn họ đều nhìn lưu đồng bằng ánh mắt thèm thuồng. Lưu đồng này trông không tồi, dịp thành xoa xoa cầm. Muốn có thì phải tăng giá, Hùng Nhị nói. Không có tiền. Coi như ta chưa nói gì. Mới đó, Bên dưới đã có người ra giá 150.000, vả lại trong bộ 150.000 mà còn rất khó có thể lấy được lưu đồng. 160.000, Thanh Vân Tông của ta lấy nó, bên trên vang lên giọng nói của trưởng lão Thanh Vân Tông. Đột nhiên bên dưới trở nên im ắng vì Thanh Vân Tông là một tông môn vững mạnh, không ai dám đụng vào. Quả nhiên, buổi đấu giá của chợ đen U Minh không hề yên bình, thực ra bọn họ đều âm thầm tranh đấu. 200.000, hơn người 10.000, 210.000 Chương 50, tranh giành. Lúc này, món đồ đấu giá thứ tư đã được Dương Các lão lấy ra, vẫn như các món đồ trước, đây là một tháp linh long với ánh sáng bảy màu, trông như con rồng đang bay lượn xung quanh. Tháp linh long bảy màu, giá khởi điểm là 80.000. Sức ảnh hưởng của tháp linh long bảy màu gần như lớn hơn cả ba món đồ trước đó, nó vừa được lấy ra, bầu không khí bên trong thiên các sụp sôi, điều quan trọng chính là gia tộc thế gia tham gia tranh giành. 100.000. 150.000. 200.000 Các gia tộc thế gia tham gia vào khiến phần đấu giá này náo nhiệt vô cùng, đặc biệt là các thế gia đối đầu, cuối cùng cũng tìm được lý do giao đấu, từng giọng nói lần lượt vang lên trong tàn long cát. Bên trong tàn long cát bốc lên mùi hỏa dược nồng nặc, nếu không phải ở đây cấm đánh nhau thì e rằng những đại môn phái ở đây đã nhảy ra hỗn chiến lâu rồi. Trong các gia tộc thế gia tu luyện, ân oán đã xảy ra từ lâu. Buổi đấu giá trong chợ đen U Minh khiến bọn họ tụ tập về đây mặc dù không thể huyết chiến nhưng chí ít có thể giao đấu tới số về tiền bạc. Có điều điều kiện là phải có tiền. 300.000, bên dưới, một lão già tóc bạc nghiến răng, cuối cùng cũng hét ra cái giá này. Sao, muốn bị diệt môn sao? Bên trên vang lên nụ cười tôi độc, nếu nghe kỹ thì đây chính là giọng nói vang ra từ thị huyết điện mang theo sự uy nghiêm vô cùng, khiến lão già tóc bạc kia chột dạ. Không cần nữa, lão già tóc bạc hoang mang, chỉ sợ đụng chạm với thị huyết điện, vì gia tộc của mình mà dẫn tới họa diệt thân. Coi như ngươi biết điều. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra, tiếp sau đó là vài món đồ linh khí khác. Một cây gậy sắt màu đen được đưa lên cao đài. Thiết bổng, giá khởi điểm là 100.000, bắt đầu đấu giá, dương các lão có vẻ như đã mệt, ông ta ngáp một cái rồi nói rất tùy ý. Ừm. Thiết bổng vừa được lấy ra, Diệp Thành đang nhắm mắt nghỉ nơi ở một góc chợt mở to đôi mắt vì chân hỏa lay động. Bảo bối, diệp thành sáng mắt hắn nghĩ một lúc rồi liếc nhìn thiết bổng cây gậy thiết bổng màu đen lại còn hàng lên từng vết kỹ lồi lõm có vài chỗ trông có vẻ đã hỏng sao nhìn mãi mà không nhận ra nó có gì đặc biệt nhỉ các tu sĩ khác cũng giống diệp thành cũng trợn tròn mắt nhìn cây thiết bổng này đây là gì vậy có người nhìn dương cát lão không phải nói rồi sao thiết bồng dương cát lão liếc nhìn người kia một cái đương nhiên ngươi cũng có thể coi nó là thiêu hỏa bổng nghe vậy không chỉ người kia mà tất cả mọi người đều cảm thấy chẳng có gì nghiêm túc đã không coi trọng nó như vậy thì chắc chắn không phải là bảo bối đồ đem ra bán cũng khó coi quá đi có tiền cũng chẳng mua không ai cần sao thấy bên dưới không ai ứng đáp dương các lão định thu lại cây thiết bồng xin đợi đã đúng lúc này một giọng nói ở bên góc vang lên tôi mua cây thiết bổng này giọng nói này khiến tất cả mọi người đều đổ xô mắt qua nhìn và người nói không ai khác chính là diệp thành khó lắm mới gặp được bảo bối khiến chân hỏa lay động sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này Kiền bối mười nghìn linh thạch tôi mua nó ngươi bị bệnh sao mười nghìn linh thạch mua một cây thiết bổng rác rưởi ở bên hùng nhị mắng chửi trẻ mà ngô trường thanh bật cười tiểu tử ngươi biết ngươi đang tranh đồ với ai không trưởng lão người dọa con sao Diệp Thành liếc nhìn lên lầu 2. Rất tốt, có khí phách đấy, Ngô Trường Thanh bật cười, rất lâu rồi chưa có ai dám tranh đồ với chính dương tông của ta, đã vậy thì bổn tọa chơi với ngươi tới cùng. Ta ra 20.000 linh thạch. 21.000, Diệp Thành hét lên. 30.000. 31.000, Diệp Thành tiếp tục ra giá, hắn nhếch miệng, hắn đã định bụng đánh đổi cả tài sản của mình để chơi với Ngô Trường Thanh đến cùng, cho dù không phải vì cây gậy thiết bổng kia thì cũng vì trúc giận sau khi bị đuổi khỏi chính dương tông ngày hôm đó. Chương 51, khuynh gia bại sản, tốt lắm, ta trả 40.000, ngô trường thanh vẫn cười tôi độc, và chục nghìn linh thạch trong mắt ông ta thật sự không đáng để nhắc đến. 100.000 Khụ khụ Diệp thành ra giá khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Ôi chao, ngươi điên rồi sao? Hùng nhị mắng chửi Diệp Thành. Diệp Thành không quan tâm gì đến hắn, cứ thế ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, trưởng lão, chơi thế này người có vui không? Một trăm nghìn thôi mà, Ngô Trường Thanh không ngờ Diệp Thành hét luôn tới cái giá này. Mặt ông ta tối sầm cả lại. Nên biết rằng ông ta là trưởng lão của một phái, lại bị một tên tiểu bối ép giá như vậy, sao không tức cho được? Một trăm mười nghìn, Ngô Trường Thanh hắn giọng, tiểu tử, có gan ngươi tăng giá đi. Hai trăm nghìn. Ô! Diệp Thành dứt lời, bên dưới ai nấy đều ngỡ ngàng. Tên này là người ở đâu vậy? 200.000, cái giá cao quá. Diệp Thành lúc này trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý, đến cả dương các lão trên cao đài cũng giật mình, một hậu bối mà dám tranh đồ với chính dương tông. Sao có thể không khiến ông ta chú ý cho được? Phía dưới có rất nhiều người quay sang nhìn Diệp Thành. Diệp Thành lại coi như không có ai xung quanh, hắn từ từ thưởng trà. Hắn biết hắn không phải là đối thủ của Ngô Trường Thanh, nhưng vì món bảo bối kia, hắn vẫn quyết định đấu với Ngô Trường Thanh tới cùng, cho dù không có được món bảo bối đó thì cũng phải khiến cho Ngô Trường Thanh bỏ ra nhiều linh thạch hơn. Đương nhiên 200.000 đối với hắn chính là giới hạn cuối cùng và đã tính cả thêm chỗ ngọc linh dịch mà hắn có rồi. Vốn dĩ hắn định dùng tiền mua huyền cương và huyền thiết nhưng hiện giờ xem ra hắn phải liều một phen ở đây rồi. Lại nhìn sang Ngô Trường Thanh, sắc mặt ông ta đã tái xanh cả đi. Sao ông ta có thể ngờ nổi một tên tiểu bối lại dám ngang nhiên tranh đồ với chính dương tông của ông ta, lại còn ra cái giá 200.000. Ông ta không thiếu tiền nhưng dùng 200.000 mua một cây gậy nát kia thì quả thực là không đáng. Giờ đã cưỡi lên lưng hổ thì khó mà xuống được. Nếu mua thì không hợp lý nhưng nếu không mua thì lại mất thể diện, ông ta sẽ trở thành trò cười của cả chính dương tông. 211.000, có gan thì hét lên đi, dưới con mắt nhìn của tất cả mọi người, Ngô Trường Thanh vẫn nghiến răng hét ra cái giá này. Bên dưới, lúc này Diệp Thành bị làm khó, 200.000 với hắn đã là giới hạn rồi. Tên tiểu tử này muốn phản rồi, mọi ánh mắt quay ngoắt sang nhìn Diệp Thành. Ai mà ngờ nổi chỉ một cây gậy sắt thôi mà hét tới giá trên trời thế này. E rằng cũng chỉ có nó có cái giá cao nhất trong buổi đấu giá hôm nay. Bịch, chương 52, lão già mặc đồ tím, sau khi Dương Các Lão nói buổi đấu giá hôm nay kết thúc, người của Tàng Long các lần lượt đứng dậy, bọn họ vẫn còn chưa hết bất ngờ với lần đấu giá cây gậy thiết bổng kia nên khi rời đi tất cả đều quay sang nhìn diệp thành một cái ta đi lấy thiết bổng ngươi về trước đi nhìn xung quanh một lượt diệp thành liếc lên lầu hai sau đó mới nhìn sang hùng nhị lúc ra ngoài nhớ để ý phía sau mình không sao có nhị đại gia của ta mà hùng nhị xua tay cứ thế đi vào trong đám người mới thoát cái đã không thấy đâu sau khi hùng nhị rời đi diệp thành nhìn về phía tàng long cát người đến lấy vật đấu giá rất đông, trong đó còn có Ngô Trường Thanh. Thấy Diệp Thành, mặt Ngô Trường Thanh tối sầm cả lại, ông ta lạnh giọng, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết va chạm với chính Dương Tông sẽ có kết cục thế nào. Cạnh tranh công bằng, người nào ra giá cao thì được, tiền bối không nỡ bỏ tiền thì cũng không thể trách vãn bối được, Diệp Thành đáp lại. Hy vọng tới khi buổi đấu giá kết thúc cái miệng của ngươi vẫn còn có thể lanh lợi được như vậy. Ngô Trường Thanh phất áo rời đi ông tưởng tôi sẽ cho ông cơ hội sao diệp thành nhìn theo bóng ngô trường thanh rồi cũng quay người đi vào sau sân khấu thấy diệp thành dương các lão ngồi trên đệm hương bồ không khỏi chú ý tiểu tử hôm nay ngươi gây được sự chú ý rồi đấy tiền bối chê cười rồi dương các lão không hỏi gì thêm mà phất tay lấy ra cây thiết bổng màu đen còn diệp thành đã lấy túi đựng đồ của mình ra từ lâu đưa túi đựng đồ cho dương các lão với ánh nhìn đầy tiếc nuối và xót xa 500.000 linh thạch thật sự khiến hắn khuynh gia bại sản. Đa tạ tiền bối, thu lại thiết bổng, Diệp Thành chấp tay, lần này hắn đang định rời đi thì bị Dương Cát Lão gọi lại. Tiểu hữu xin dừng chân. Nghe vậy, Diệp Thành quay đầu lại, nhìn Dương Cát Lão hỏi, tiền bối, người còn có việc gì sao? Ta không có việc gì cả, có điều có người tìm ngươi có chút chuyện nhỏ, Dương Cát Lão tươi cười, khi nói còn không quên giơ tay ra, làm tư thế mời, tiểu hữu, mời vào trong. Dương Cát Lão đột nhiên khách khí như vậy khiến Diệp Thành cảm thấy bất ngờ. Vào trong đi, có người đợi ngươi. Dương Cát Lão lại lần nữa nở nụ cười hiền từ. Mặc dù bất ngờ nhưng Diệp Thành vẫn đi theo hướng Dương Cát Lão chỉ, hắn biết khi đã ở Tàng Long các này thì vào hay không vào không vào không phải hắn nói mà được, thay vì vậy thì chủ động vẫn hơn. Cứ thế đi vào cánh cửa phía sau, Diệp Thành mới nhận ra ở đây là một cái sân nhỏ. Khoảng sân này trở thành một thế giới mới, ánh sáng trang hòa, hòn non bộ sừng sững khiến diệp thành không khỏi ngỡ về nơi này ai mà ngờ được bên trong chợ đen u minh lại có một nơi đặc biệt thế này tiểu hữu mời đi bên này đương lúc diệp thành còn đang thẫn thờ bên trong khoảng sân chợt có một giọng nói ôn hòa vang lên diệp thành đưa mắt nhìn thì sững người nhìn người ngồi trong mái đình nghỉ ngơi kia đây chính là lão già mặc đồ tím ngồi bên cạnh hắn trong buổi đấu giá ông ta là người của thiên huyền môn đây chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu diệp thành nếu không thì sao ông ta có thể xuất hiện ở khu vườn phía sau tàn long cắt được, và càng không thể khiến Dương Các Lão tỏ thái độ khách khí như vậy. Đến đi, lão già mặc đồ tím vẫy tay gọi Diệp Thành. Diệp Thành không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn đi tới mái đình, cung kính chấp tay hành lễ với lão già mặc đồ tím, vãn bối chào tiền bối ạ. À. Không phải đa lễ, ngươi ngồi xuống đi, lão già mặc đồ tím bật cười. Mặc dù là một kẻ mạnh nhưng ông ta không hề tỏ thái độ gì khác thường khiến Diệp Thành tưởng rằng đây chỉ là một người bình thường. Không biết tiền bối cho gọi vãn bối tới là vì việc gì ạ? À? Diệp Thành nhìn lão già mặc đồ tím với vẻ mặt tò mò. Ta muốn nhờ ngươi giúp một ta một chuyện. Cần, cần con giúp sao ạ? À? Diệp Thành ngỡ ngàng, đường đường là thiên huyền môn mà lại phải tìm người giúp đỡ sao? Nói chính xác hơn là ta muốn mượn chân hỏa trong cơ thể ngươi để giúp ta một việc lão già mặc đồ tím nhìn Diệp Thành với ánh mắt đầy ý tứ. Nghe vậy, Diệp Thành khẽ cau mày, việc hắn có chân hỏa cũng chỉ có hắn và Hùng Nhị biết, hắn tự nhận mình đã che giấu rất kỹ rồi, không ngờ vẫn bị lão già mặc đồ tím phát hiện. Thấy Diệp Thành tỏ vẻ cảnh giác, ông ta mới tươi cười ôn hòa, tiểu hữu yên tâm, ta chỉ nhờ ngươi giúp đỡ mà thôi. Diệp Thành nghe vậy thì khẽ mỉm cười, hắn không yên tâm thì cũng chẳng thể làm gì hơn, ở dây, hắn chỉ là một tu sĩ ở cảnh giới ngưng khí tầng thứ nhất lão già mặc đồ tím không tiết lộ bí mật của hắn trước mặt người khác đã là rất khách khí với hắn rồi đương nhiên cũng không phải ta nhờ ngươi làm công không ta sẽ báo đáp ngươi hậu hĩnh hoặc có thể nói cho ta biết ngươi cần gì lão già mặc đồ tím lên tiếng diệp thành ho hắn một tiếng gại gại mũi rồi nói con cần tiền hắn vốn dĩ dành dụng tiền vì để mua huyền cương và huyền thiết nào ngờ vì cây gậy thiết bổng kia mà giờ chẳng còn lấy một xu lại còn nợ tên béo hùng nhị kia 300.000, lúc này hắn thật sự chỉ thiếu tiền. Đương nhiên hắn cũng không nói cần bao nhiêu. Thứ nhất, hắn thật sự không biết nên đòi bao nhiêu. Thứ hai, hắn dành quyền quyết định cho lão già mặc đồ tím, dù sao thì thứ hắn cần là tiền, ông ta muốn đưa bao nhiêu thì đưa, muốn đưa ít thì đưa ít, còn nếu không đưa thì hắn cũng chẳng dám làm gì. Ở bên, lão già mặc đồ tím cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, thấy Diệp Thành không nói gì thì lên tiếng: chỉ vậy thôi sao? Vu chú chính là chú ấn kịch độc, cũng chỉ có trong tộc người vu trong truyền thuyết, một khi trúng phải, nếu không kịp thời khắc chế hoặc giải trừ thì nhất định sẽ gặp họa diệt thân. Còn vu tộc chính là một tộc thần bí cổ xưa, được xưng là viễn cổ cửu tộc cùng với các tộc như ma tộc, tiên tộc, linh tộc, cổ tộc, yêu tộc, thần tộc, long tộc, mang tộc, mỗi một tộc đều mạnh vô cùng. Diệp Thành kinh ngạc, hắn không ngờ trong cơ thể lão già khỏe mạnh thế này lại có phù ấn của vu tộc tiền bối, chân hỏa của con có thể giúp người khắc chế vua chú sao? Biết được sức mạnh của vua chú, Diệp Thành không mấy tự tin. Chân hỏa bình thường đương nhiên không được, nhưng chân hỏa của ngươi thì có lẽ là được. Nghe vậy, Diệp Thành chợt sững người, hắn nhìn lão già mặc đồ tím mà hỏi, tiền bối, lẽ nào chân hỏa còn phân yếu mạnh? Chương 53, vua chú, đương nhiên, nghe Diệp Thành hỏi vậy, lão già mặc đồ tím khẽ mỉm cười, Chân hỏa mà ta từng thấy không hề ít, nhưng chân hỏa màu vàng kim như ngươi có thì đây là lần đầu tiên ta từng thấy. Nhưng con thấy chân hỏa của con không phải mạnh lắm, Diệp Thành gãi gãi đầu. Chân hỏa do trời sinh, trời sinh đã có linh tính, đương nhiên cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng từ tu vi của chủ nhân. Ngươi mới ở cảnh giới ngưng khí, chân hỏa của ngươi cũng chỉ có khả năng tương ứng với tu vi của ngươi, vả lại. Nói tới đây, lão già mặc đồ tím chợt ngưng lại, nhìn sang diệp thành với ánh mắt ý tứ vả lại chân hỏa của ngươi vẫn chưa thức tỉnh chưa thức tỉnh diệp thành càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ ta chỉ có thể nói nó không phải là chân hỏa bình thường chí ít thì theo ta thấy nó mạnh hơn những chân hỏa mà ta từng gặp lão già mặc đồ tím như thể muốn che giấu điều gì sợ nói nhiều sẽ không có lợi với diệp thành diệp thành do dự nhưng lại biết điểm dừng hắn không hỏi tiếp nữa bắt đầu đi lão già đã giơ cánh tay lên diệp thành không kéo tay lão mà cũng giơ cánh tay mình ra để bàn tay mình và bàn tay lão áp vào nhau hắn nhẫm nhiện triệu gọi chân hỏa chân hỏa lập tức xuất hiện thông qua lòng bàn tay thâm nhập vào giữa cánh tay của lão già kia hóa thành vô số đường bao lấy từng đường phù văn ma huyết khi tiếp xúc với cơ thể diệp thành lão già mặc đồ tím chợt tròn mắt kinh ngạc lão ta quan sát diệp thành như thể nhìn thấy dòng máu chảy trong người hắn lão ta có thể cảm nhận được luồng khí mang theo sự khát máu hung tàn và bạo ngược từ bên trong cơ thể Diệp Thành. Lão ta nheo mắt liếc nhìn Diệp Thành, sao cơ thể tên nhóc này lại có ma huyết, lão ta thầm nghĩ, vả lại lão có thể nhận ra Diệp Thành rõ ràng không biết mình mang huyết mạch của ma tộc cổ xưa. Lão còn đang chìm vào những câu hỏi không lời đáp thì cơn đau đớn trên cánh tay kéo lão về thực tại. Lão già mặc đồ tím thu lại suy nghĩ, nhìn vào cánh tay mình. Vì bị chân hỏa kia thiêu đốt nên chú ấn của vua chú cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng khủng khiếp, cứ thế vật lộn đấu tranh. Thấy vậy, lão già mới chỉ điểm để chú ấn trên vu chú kia bị giam trên cánh tay mình, tránh nó làm hại tới những bộ phận khác trên cơ thể. Sau một canh giờ, Diệp Thành mồ hôi nhễ nhại, chân hỏa của hắn cháy liên tục nhưng chú ấn kia lại thâm căng cố đế. Ngang ngửa với chân hỏa của hắn khiến thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà hắn chỉ có thể thiêu đốt một phần chú ấn. Huyền cương và huyền thiết không dễ gì có được, Diệp Thành lau mồ hôi nghĩ vậy hắn lại thấy có phấn hối hận vì thù lao ít ỏi những chú ấn của vô chú khó diệt trừ hơn tà niệm bên trong cây gậy răng sói của hùng nhị không phải một sớm một chiều có thể luyện hóa được muốn giải trừ triệt để cần phải bỏ thời gian dài thấy diệp thành có vẻ mệt mỏi lão già mặc đồ tím khẽ vỗ vai hắn đẩy tinh nguyên vào cơ thể hắn tinh nguyên vào cơ thể khiến diệp thành tỉnh táo hẳn tiểu hữu chỉ cần luyện hóa một chú văn trong đó là được lão già lên tiếng Vua chú do chú văn đang xen với nhau, chỉ cần một đạo chú văn bị luyện hóa, ta sẽ có cách phá giải vô chú. Vâng. Diệp Thành gật đầu, hắn hít vào một hơi thật sâu, chân hỏa lại cháy rực. Sau sáu canh giờ, lần đầu tiên hắn kiệt sức, thở dốc thu lại chân hỏa. Lúc này thấy cánh tay của lão già chằng chịt chú văn, còn vua chú kết nối với chú văn cũng trở nên mờ đi hẳn. Lão già kia đúng là thần thông, lão khép hai ngón tay vào nhau, ấn lên cánh tay, bắt đầu từ bả vai trở xuống, không ngừng di chuyển khiến những chú ấn trên cánh tay bị đẩy ra ngoài. Diệp Thành không làm phiền lão, khẽ lùi ra khỏi mái đình kia. Hắn quay lại hậu đường, rồi lấy túi đựng đồ lão già kia đưa ra, vội nhìn vào trong mà không khỏi ngỡ ngàng. Năm, năm trăm nghìn, thấy số lượng linh thạch, Diệp Thành nuốt nước bọt cái ực. Đúng là hào phóng, hắn tặc lưỡi, tim hắn đập thình thịch. Ai mà ngờ nổi lão già kia lại có nhiều linh thạch như vậy, Tất cả đều nằm ngoài sự dự đoán của hắn. Ấy. Lúc này Diệp Thành lại phát hiện bên trong túi đựng đồ ngoài 500 linh thạch ra thì còn một mẫu giấy nhỏ, hắn vội mở ra xem, cây gậy thiết bổng kia coi như là món quà Thiên Huyền môn ta tặng cậu, 500 linh thạch trả lại cho cậu. Quả nhiên là người của Thiên Huyền môn. Diệp Thành xoa xoa cầm. Nghĩ vậy, hắn sải bước ra khỏi hậu đường, đi ra đường lớn, trong lòng hân hoan, 500 linh thạch quay lại với hắn rồi điều này khiến hắn tự tin hơn hẳn. Trời đã tối nhưng hàng người vẫn nối nhau đi trên đường, những tiếng chào mời mua hàng vang lên không dứt. Diệp Thành không định về luôn mà đi dạo trên đường, đảo mắt nhìn sạp hàng hai bên đường tìm huyền cương và huyền thiết. Cuối cùng, hắn ta dừng chân trước một sạp hàng của một lão già trông có vẻ giảo hoạt. Huyền cương huyền thiết. Diệp Thành vừa dừng chân lại thì đã chăm chú nhìn ngay hai hòn đá trong không ra hình thù gì, một hòn màu đen, một hòn màu trắng, thể tích không quá to, chỉ bằng quả trứng gà. Sự xuất hiện của hắn khiến lão già kia chú ý, lúc này lão ta đang mãi ngắm nhìn một nữ nhân đi qua đường, vừa nhìn còn vừa nở nụ cười gian dảo. Không biết vì sao mà khi nhìn lão ta, Diệp Thành chỉ muốn đánh người. Tiền bối, tiền bối còn nhìn là con lấy đồ đi đấy. Lão già kia lập tức đưa mắt qua nhìn. Lão ho hắn một tiếng sau đó lau đi vết rải trên miệng. Thay đổi thái độ hoàn toàn, trước là vuốt vuốt râu, sau đó lại bày ra bộ dạng của bậc cao nhân tiền bối. 60.000 Được. Diệp Thành cố gắng hết giá xuống nhưng không ngờ lão già kia lại đồng ý nhanh vậy khiến hắn nghe mà trở tay không kịp. Đưa. Chương 54 Công sát không phản ứng. Diệp Thành đi lượn một vòng. Thấy không cần mua thêm gì thì rời khỏi con đường huyên náo kia. Vừa đi vào nhà trọ. Hùng nhị đã lao tới. Hắn kéo Diệp Thành mà liên mồm. Tên nhóc nhà ngươi. Ông đây còn tưởng ngươi bị ám sát rồi chứ chẳng phải ngươi nói trong thời gian diễn ra buổi đấu giá cấm tàn sát đánh nhau sao? Ngô Trường Thanh có to gan cỡ nào cũng không dám tìm ta tính sổ ở đây, Diệp Thành nói rồi không quên rút ra một cái túi đựng đồ nhét vào tay Hùng Nhị, này, linh thạch của ngươi. 300.000 tròn đấy. Nhận lấy túi đựng đồ, Hùng Nhị liếc nhìn vào trong sau đó nhìn sang Diệp Thành với con mắt có vẻ ngỡ ngàng, sao ngươi còn linh thạch? Ta nhặt được. Nhặt, nhặt được. Hùng Nhị đi sau đít Diệp Thành, nhặt được ở đâu, ta cũng đi nhặt lấy một túi về. Thiên huyền môn, Diệp Thành đáp đại một câu sau đó vương vai, vừa giơ tay vừa đi về phòng mình, hôm nay đủ mệt rồi, nghỉ sớm đi. Hùng nhị còn định nói gì đó nhưng Diệp Thành đã đóng cửa lại rồi. Nhặt được ở thiên huyền môn. Ta tin ngươi có mà lạ, Hùng nhị lẩm bẩm, hắn cầm chắc túi đựng đồ trong tay rồi cười khúc khích. Quay về phòng, Diệp Thành đóng chặt cửa, lấy bình hồ lô tử kim ra hắn còn nhớ tối qua sau khi uống linh dịch trong bình hồ lô, hắn cảm thấy cơ thể nóng rang như thiêu như đốt, cơn đau đớn tê dại như muốn nổ tung đầu óc vẫn còn để lại dư âm. Người như lửa đốt, đầu muốn nổ tung thế mà lại khiến tu vi của mình đột phá tới tầng thứ 8, linh dịch này chắc chắn có vấn đề, Diệp Thành rót ra một giọt linh dịch từ trong bình hồ lô tử kim. Linh dịch hiện ra với màu tím long lanh, đây là kết quả sau khi dung hợp ngọc linh dịch và linh khí dịch, hương thơm dược liệu thơm nồng sực mũi, mới ngửi đã khiến tâm trạng vui tươi sảng khoái. Không vấn đề gì, sau khi nhìn một lúc, Diệp Thành mới xoa xoa cầm, chẳng khác gì so với bình thường. Nói rồi, hắn giúp dọc linh dịch kia vào miệng, vẫn giống trước đó, linh dịch vào cơ thể hóa thành linh khí đậm đặc, căn bản không hề khiến hắn nóng nực như hôm qua. Kỳ lạ, thấy có gì đó không đúng, Diệp Thành gãi gãi đầu. Tiếp sau đó, hắn lại không ngừng uống ngọc linh dịch nhưng cơ thể lại chẳng hề thấy đau đớn như đêm qua, ngược lại toàn thân ngứa ngáy. Thật là, lại uống thêm một muộn nữa, Diệp Thành bỏ đi suy nghĩ sau đó lấy cây gậy thiết bổng màu đen có được sau buổi bán đấu giá ra. 500.000 linh thạch mới đổi được mày về. Mày đừng làm tao thất vọng, vừa nói, Diệp Thành vừa cho cây gậy vào bình hồ lô tử kim. Vù. Gậy thiết bổng vừa được nhét vào trong, bình hồ lô chợt trung lên và vang lên âm thanh khác thường. Thấy vậy, Diệp Thành sáng mắt lên, xoa xoa tay chăm chú nhìn bình hồ lô hy vọng có thể tìm được huyền cơ bên trong chiếc bình có điều bình hồ lô sau khi phát ra âm thanh kia thì không hề thấy có gì khác thường nữa nó nằm im trên bàn ngoài việc chảy ra khí có màu tím thì không thêm gì có vậy thôi sao diệp thành ngỡ ngàng cầm lấy bình hồ lô và vô thức lắc lắc sau đó nhìn vào bên trong hắn phát hiện gậy thiết bổng nằm bên trong bình hồ lô tử kim không hề xảy ra hiện tượng gì khác thường mà vẫn yên lặng lơ lửng bên trong không gian của bình giống như thể khí sắc tiếng kia không hề liên quan gì đến nó vậy. Không biết mất bao lâu, Diệp Thành mới bất lực để bình hồ lô tử kim về chỗ cũ, ngươi đấy, 500 linh thạch của ta mà mua lại một cây thiết bổng chẳng ra sao về. Vù. Bình hồ lô tử kim như có linh tính, nghe lời Diệp Thành nói vậy lại rung lên như đang muốn đáp lời, đừng có nhét thêm cái gì vào bụng ta nữa. Sau đó, bình hồ lô đẩy cây gậy thiết bổng ra ngoài, khen một tiếng, cây gậy nằm dài trên mặt đất. Gì mà tức giận vậy chứ, Diệp Thành liếc nhìn hồ lô một cái sau đó cầm gậy thiết bổng lên. Khi quan sát gậy thiết bổng ở khoảng cách gần thế này hắn mới nhận ra đây rõ ràng là một cây côn bằng sắt màu đen, không những chằng chịt vết gỉ mà còn gồ ghề mấp mô, thực sự trông không có gì là hay ho cả. Mày khiến chân hỏa của tao chú ý đến cơ đấy. Tao lại không tin mày là một cây côn sắc bình thường, Nghĩ thầm như vậy nhưng Diệp Thành vẫn không bỏ cây gậy xuống mà triệu gọi chân hỏa bao quanh gậy sắt. Chân hỏa màu vàng kim cháy rực khiến nhiệt độ căn phòng lên cao. Dưới ngọn lửa thiêu đốt kia, gậy sắt màu đen vẫn không hề có sự thay đổi nào cả. Nó như ngó lơ sự tồn tại của chân hỏa khiến Diệp Thành không khỏi cau mày. Thử lại, Diệp Thành lại điều chỉnh cho ngọn lửa cháy to hơn. Có điều cây côn sắt màu đen kia vẫn không hề xuất hiện trạng thái khác thường. Diệp Thành lại triệu gọi chân hỏa rút kiếm xích tiêu ra sau đó cho chân hỏa bao quanh ba vật này chân hỏa cứ thế thiêu đốt nung ra phần tinh túy nhất trong huyền cương và huyền thiết rồi luyện vào trong kiếm xích tiêu đây là cả một quá trình mất nhiều thời gian đợi tới khi trời gần sáng diệp thành mồ hôi nhễ nhại mới thu lại chân hỏa vút vút trong căn phòng chỉ nghe tiếng kiếm chém giữa không trung kiếm xích tiêu lúc này càng trở nên bất phàm vẫn là màu gạch đỏ đó không cần đẩy chân khí vào mà đã có kiếm khí bao quanh, có lúc còn có kiếm mang hiện lên, sắc lạnh gây người khiến Diệp Thành không khỏi bất ngờ. Không tồi, không tồi, Diệp Thành cầm thanh kiếm không nở buông, hắn hân hoan vui mừng, và quan trọng nhất chính là thanh kiếm này chính là vật hắn tạo ra. Chương 55, đấu giá mật pháp huyền thuật, sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp khu chợ U Minh. Một ngày đấu giá nữa lại bắt đầu, mỗi một lầu các đều nhộn nhịp người qua lại tấp nập, tất cả đều đi về phía tàng long cắt ở trung tâm chợ ngươi có lấy không trước khi ra khỏi cửa hùng nhị lấy từ trong túi quần ra một viên biến thanh hoàng và một viên dị dung hoàng đưa cho diệp thành diệp thành liếc nhìn hùng nhị sau đó ho hắn ngươi cứ ăn đi nói rồi hắn lấy mặt nạ đầu sói trong túi đựng đồ ra để che mặt nếu như hăng dược hoàng mà hùng nhị lấy từ túi quần ra thì sao nhỉ hắn thật sự không dám nuốt không ăn thì thôi Hùng nhị vẫn thản nhiên như thường, nhét luôn hai viên dược hoàng vào miệng. Sau đó, dung mạo của hắn thay đổi, hắn trở thành một lão già béo mập, dưới tầm còn có cả râu. Chỉ là lúc này trong hắn thấp hơn bình thường, vả lại dù nhìn thế nào cũng không giống một lão già. Cả hai đi theo dòng người về phía tàn long cát, vẫn là phía góc đó, cả hai ngồi xuống ăn uống, vừa ăn vừa không quên nhìn về phía cửa của tàn long cát. Người của các gia tộc thế gia ở đại sở nối nhau đi vào, vả và lại chẳng ai nhường ai đặc biệt là các gia tộc có ân oán người nào người nấy mặt mày tối sầm trong bộ dạng như đến buổi đấu giá để tranh giành vị trí cao thấp người của ba tông môn đi vào sau thì huyết điện vẫn xuất hiện dưới sự chú ý của tất cả mọi người diệp thành trông thấy ngô trường thanh mặt ông ta thật sự tối sầm cả lại vụ việc mất mặt hôm qua khiến ông ta bị một phen chê cười sau khi về ông ta còn nổi cơn tam bành tuyên bố tróc xương lột gia diệp thành đừng khoa trương không nhường thì hôm nay ta lại cho ông mất máu lần nữa, Diệp Thành liếc nhìn Ngô Trường Thanh rồi nhếch miệng cười. Tên nhóc nhà ngươi hôm nay ngoan ngoãn chút đi, Hùng Nhị vừa nhét đồ vào miệng vừa lắp bắp, cẩn thận bị chơi sau lưng, Ngô Trường Thanh không dễ đụng vào đâu. Ta biết rồi. Người người đi lại tấp nập, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cao đài đằng trước. Buổi đấu giá hôm qua toàn là binh khí, hôm nay đấu giá mật pháp huyền thuật, đây chính là quy định của chợ đen U Minh từ xưa tới nay không biết lần này có thể lấy được bộ mật pháp gì không. Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, bên dưới đã xôn xao bàn tán. Nghe nói mật pháp huyền thuật lần này đấu giá đều bất phàm. Không bất phàm sao được chứ, không đến lượt chúng ta đâu. Trong tiếng bàn tán xôn xao, Dương Các lão chủ trì đã đi lên cao đài. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói với giọng điềm tĩnh, "Buổi đấu giá bắt đầu." 250.000, sau nhà họ Vương, nhà họ Tư đồ ở Tây vực cũng chen chân vào vừa trả giá đã hết giá trên trời. 300.000, thượng quan gia ở Đông Nhạc đẩy cái giá của Nhất Dương chỉ lên tầm cao mới. 310.000 300, chương 56, thiên canh côn trận, hắn không ngờ nhà họ hùng của mình cũng tham gia vào lần đấu giá này, vả lại ra tay còn hào phóng như vậy tạo cho các thế gia khác áp lực lớn, như vậy thì Nhất Dương chỉ mà hắn hằng mong chẳng cần bỏ tiền mà vẫn có thể học được. Diệp Thành thấy vậy cũng trộn rộn trong người, nhờ vào mối quan hệ giữa hắn và Hùng Nhị thì học nhất dương chỉ cũng không phải việc gì khó khăn. Trên lầu 2, lão già mặc đồ xám của nhà họ tề tối sầm mặt, nhìn nhị đại gia của Hùng Nhị sau đó lạnh lùng nói, Hùng Đại Sơn, ông đúng là có gan đấy. Có gan thì ông trả giá tiếp đi, Hùng Đại Sơn nói một câu khiến nhà họ tề nghẹn lời. Nhà họ Hùng và nhà họ tề có thù hận sao? Từ lời nói của Hùng Đại Sơn và trưởng lão nhà họ tề, Diệp Thành giấy lên thắc mắc. Đương nhiên, Hùng nhị mắng chửi, hai gia tộc từ đời ông tổ của ta đã kết thù, vì một quặng sắt thiên nhiên mà đấu tranh không ít lần. Hóa ra là vậy. 500.000, còn ai trả giá hơn không? Trên cao đài, dương các lão liếc nhìn về phía nhà họ tề rồi lại nhìn những khách quan khác. Tam Tông và Thị Huyết Điện cuối cùng cũng không ai tham gia vào, điều này khiến Diệp Thành và Hùng Nhị thở vào. Cộp. Trên cao đài, dương các lão gõ búa, thu lại cổ quyển nhất dương chỉ ông ta lại lấy ra một tấm ngọc giản, trên ngọc giản còn viết ba chữ, Lăng Thanh Bộ. Đều là những người giàu có mà, dịp thành quễ oải, số linh thạch trong túi đựng đồ khiến hắn không tiện lên tiếng. Mỗi lần ra tay đều như bị người ta khâu miệng lại vậy. Thiên canh côn trận, đạo hữu nào chủ tu binh khí tu côn thì có thể suy nghĩ. Trên cao đài, Dương Các lão lại rút ra bộ cổ quyển, giá khởi điểm 30.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch, bắt đầu. Côn pháp Diệp Thành đập bàn, hắn ngẩng đầu nhìn lên cao đài. Ngươi cũng có tu công pháp đâu, kích động thế làm quái gì? Hùng Nhĩ liếc nhìn Diệp Thành. Ta không dùng đến nhưng hổ qua lại cần đến nó.